Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em. Hôm nay em lại khui hàng đấu giá và lên giới thiệu cho các bác về được một lô đài giá rất là tốt các bác nhé. Một em đài sáp sai khủng này các bác. Đặc biệt là về được một em Victor rất là hiếm trên thị trường các bác nhé. Em này thì rất là hiếm và đẹp luôn. Và tiếp tục về được hai em Boss Wave gửi đến cho các bác. Và bên em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác yêu mã nào thì liên hệ với em, em sẽ ship tận nơi luôn. Rồi em sẽ quay chi tiết vào báo giá cụ thể. Vâng, mã số 1 là em đài quân đội của thương hiệu Nationan các bác nhé. Em nó có mã là RS430. Em này thì cấu hình rất là gấu luôn. Và đặc biệt của em nó là sở hữu hai loa bát móng ngựa các bác nhé. Toàn giải móng ngựa rất là nặng luôn. Loa này thì rất là cổ rồi. Và hai loa chép hai bên. Hai cái này là hai cái mic các bác nhé. Em nó thì chơi cassette FM thì đã kéo lên full 108 rồi các bác nhé. Em là trên màn hình thì sẽ có chỉnh bát này, chép lại ba lăng và volume. Đây bên này thì bên đài như các bác nhé. Quay một vòng này. Em này là hàng nội địa Nhật, lên sử dụng điện 110V các bác nhé. Em này thì có cổng 9-in mà em không hiểu là nó bật ở nút nào, nên coi như là bỏ qua cái phần kết nối bên ngoài vào các bác nhé. Em chỉ bao cho các bác là chơi FM và cassette. Em này thì khá là nặng tại vì nó sở hữu hai loa bát móng ngựa như các bác nhé. Rất là nặng luôn. Thì kích thước của em nó là xay ngang là 40, chiều cao khoảng tầm 25-26 các bác nhé. Rồi em test một đoạn nhà cassette này. Cassette của em này đọc rất là mượt các bác nhé. Em chỉ test với băng tip 1 này. Quên cắm điện này. Cắm điện là điện 110 bên hông các bác nhé. Và lay này. Tiếng rất là sáng luôn. Ok cho các bác, loa móng ngựa tiếng rất là hay nhá. Em này thì siêu là cổ rồi. Đấy, tua này. Đấy, tua này. Tua rất là tít luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, cassette ok nhá. Các bác cứ bật sang radio. Radio đã kéo 108 rồi. Tiếng rất là to luôn. Nó ủ lên men tự nhiên mà chúng ta nắm bắt tốt kỹ thuật thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được loại nấm đó, hoặc là nấm mỡ cũng là những cái loại nấm mà chúng ta không đòi hỏi. Rất là nhiều màu sắc sặc sỡ, và những cái ngày mà chúng ta còn học tiểu học thì chúng ta hay trốn cực. Làm thế nào bảo vệ môi trường và giữ được môi trường? Em đã kéo lên full 108 cho các nhá, và em rất là thích cái đài em này. Thứ nhất là cái tiếng của nó rất là hay nhá, loa móng ngựa. Em này thì rất là nặng rồi, và có một điểm trừ là cái chép này nó có về vận chuyển nó có bị lứt rồi các bác nhá. Lứt cái miếng nhựa ở trên này. Thì em sẽ để các bác giá thanh lý đây nguyên bụi này. Cái này thì em không có mở ra, các bác nào về tự nghiên cứu hoặc mở ra hoặc để nguyên bụi đều được nhá. Em này thanh lý cho các bác mức giá là 2.500.000 đồng. Tiếng cực kỳ là hay. FM full 108 và đã cassette chạy ok, tặng kèm một băng cassette miễn phí ship toàn quốc coi nhá. Mã số 1 2.500.000 đồng. Tiếp tục sang mã số 2. Vâng, mã số 2 là em đài cassette của thương hiệu Sanzo coi nhá. Em này thì rất là nổi tiếng nhá. Màu đỏ tươi này và sử dụng cục adapter này là của Nhật coi nhá, điện 100V, ra 9V DC này. Mang in Japan coi nhá, cục này cũng khá là nặng. Màu đỏ rất là đẹp, đỏ tươi nhá. Em này thì hai hộp cassette chạy tốt này. FM thì full 108 này, kết nối điện thoại TV
bên ngoài vào, hai loa toàn giải hai bên các bác nhé. Em này thì có màu rất là tươi. Đấy, các bác nhìn thấy cái phím của nó còn rất là sáng nhá. Em này tiếng hay lắm. Đấy, cái giò đài này rất là nhiều nút này. Cái anten của em nó này dài hơn 1 mét các bác nhá. Anten dài hơn 1 mét. Đấy, quay một vòng các bác nhìn này. Em này thì giá sinh viên thôi, học băng này. Đấy, còn số series thì các bác 945 này coi nhá. Và sử dụng pin này. Và có cổng in vào, các bác có thể kết nối tín hiệu bên ngoài vào nhá. Đấy, cắm nguồn vào đây. Ok. Rồi, em sẽ cắm điện và test trơm cho các bác. Vâng, đây là mặt trên của em nó các bác nhá. Thì các bác nghe cassette thì gạt xuống dưới này. Đấy, nghe radio thì để ở giữa và lên trên cùng là kết nối tín hiệu bên ngoài vào. Bên này thì sẽ có ba lăng này. Đấy, chỉnh âm sắc này, có đây là volume tổng các bác nhá. Rồi em test băng cho các bác cùng kiểm âm này. Em này thì tiếng rất là bén luôn. Đấy. Đấy, tua này, tua rất là tít các bác nhá. Tiếng lóc cóc leng keng, tiếng rất là phê. Để test học B nha. Mở lên. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày qua miền xa. Đấy, cuộn này thì em đã thâu từ băng cối sang coi nhé. Các bác là muốn nghe chương trình nào thì cứ báo em. Đấy, cassette ok nhé. Test radio này. Radio. Yeah. Vậy thì chúng ta chia đá tháo đường là... Mà lại lựa chọn là Android của xe tách. Để xong cái bóng học quên hết trơn. Thôi chị đi. Phải tách riêng hẳn ra khỏi khu trồng đậu. Chứ chúng ta không mang cái ba thế loại đó xử lý trong khu vực chúng ta. FM ok nhá, test các bác AUX luôn. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi tự bao giờ. Ok coi nhá. Vâng, mã số 2 em Sanzo. Đấy, có mức giá là 2.800.000 đồng. Đấy, tặng các bác một băng và miễn phí ship toàn quốc coi nhá. Tiếp tục sang mã số 3. Vâng, mã số 3 là em Boss Wave Music Tầm. Em này về còn tuyệt đẹp các bác nhá. Về có khiển jean này, sách vở catalog đầy đủ nhá. Em này thì có màu là màu ghi hay màu xám lông chuột các bác. Chơi CD, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Và FM thì 90 bắt được 1-2 kênh các bác nhá. Em này thì bán rất là nhiều rồi, rất là hot các bác nhá. Hai lo toàn giải hai bên và ống dẫn hơi ma trận bên trong các bác nhá. Quay một vòng này. Em này thì đẹp keng các bác nhá. Mặt sau của em đó thì AUX in này, cái lối từ đường 3.5 vào nhá. Em này là hàng xuất Nhật nên sử dụng điện 110V các bác nhá. Nhỏ gọn, chất âm thì cực kỳ hay, tiếng bass đậm sâu. Các bác có thể chơi tốt trong phòng 30m ok, vừa nghe nhạc, vừa làm loa TV. Và đặc biệt em nói là có cái đèn led này màu xanh rất là đẹp nhá. Có cả chỉnh giờ luôn, như là một chiếc đồng hồ. Test đĩa CD các bác cho vào sẽ tự luốt nhá. Em này là CD đọc tốt. Tiếng như là có súp luôn. Lại chuyện hai chúng mình thì em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên
bài này. Mắt đọc rất là tốt các bạn nhé. Lách phát là ăn ngay. Đấy, ok chưa các bạn? Đấy, CD ok nhá. AUX, AUX là mình kết nối tín hiệu bên ngoài vào. Đấy, FM này. Có đâu. Nói về cái vấn đề mà đái tháo đường ở từng đối tượng, chúng ta nói về người già, người trẻ. Vậy thì như muốn hỏi riêng về các... FM ok coi nhá. Đấy, mã số 3, em Boss Wave. Đấy, màu ghi có mức giá là 3,6 triệu nhá các bác nhá. 3,6 triệu tặng kèm một CD miễn phí ship toàn quốc. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 4. Vâng, mã số 4 tiếp tục là em Boss Wave. Em này là em màu trắng các bác nhá. Về cũng có cả khiển zin này. Về rất là đẹp luôn, hàng tuyển chọn này các bác. Tiếng gì chắc khỏe. Đấy, nhỏ gọn. Nghe hay, bày đẹp. Đấy, em này thì cũng chơi CD. Cái lối điện thoại, TV, máy tính cũng như con màu xám các nhá. Em này thì khác màu. Rồi. Đặc biệt là nghe đa cầu, nghe đa thể loại nhạc các nhá. Bật. Rất là thích cái âm trầm của em này. Trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sâu trăng thật, vì em ra đi trước anh. Hãy lách bài này. Mắt rất là tốt coi nha. CD ok. Và đặc biệt em này về thì nó có thêm một cái thớt CD nữa các bác. Nhưng mà em này đã bị kẹt cơ rồi, lỗi CD. Đấy, các bác nào có lấy thêm em này thì thêm cho em 200.000 nữa coi nhá. Để bán xác thôi. Đúng ra em mua em này rất là cao, về nó bị kẹt cơ nên coi như là bán lỗ luôn này. Đấy, cục máy này là nguyên con này là 3,6 triệu coi nhá. Thêm cái này nữa là 200.000. Rồi em test một đoạn nhạc AUX. À, bác nào dành thì có thể về nghiên cứu nhé. Còn không thì để làm cái kệ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, test AUX đây. Đấy, điều khiển này rất là đẹp luôn. Nghe nhạc rumba cũng rất là phê nhá. Rồi tiếp tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Victor các anh nhá. Em này thì hàng cực kỳ là hiếm luôn. Cấu hình rất là gấu. Em nó có mã là CS1 các anh nhá. Victor CS1. Nguyên khối này. Các bác nhìn thấy đẹp chưa? Nguyên khối rất là khủng luôn. Và em xin báo kích thước nhá. Bề ngang của em nó là 61, chiều cao là 24 và chiều sâu là 26. Hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện 100V. Em này thì chơi CD, DVD, USB. Đặc biệt em nó có giải mã từ Smart TV xuống coi nhá. Giải mã K2. Rất là gấu luôn các bác nhỉ. Loa bát này trông nhỏ vậy thôi mà được sở hữu xương gang đúc. Bên trong thì tiêu âm bằng gỗ cây hoa anh đào các bác nhá. Đấy, bén chưa? Đặc biệt là về kèm là một con bét này coi. Con bét có thương hiệu Victor coi nhá. Con này nếu mà các bác mua lẻ thì mức giá tới 1 triệu luôn. 1 triệu một con đấy. Về kèm thì em sẽ bán tặng kèm luôn. Ê càng còn rất là đẹp rồi các bác nhá. Em này thì bày biện ở phòng khách thì rất là gấu rồi. Có điều khiển các bác nhá. Điều khiển zin này. Có chỉnh bát chép. Đủ full chức năng luôn. Đẹp chưa các bác nhá. Sợi. Em này rất là nặng và cân nặng của em này là khoảng tầm 15 cho đến 17 kg các bác nhá. Tại vì em mua hàng bên Nhật về thì cả bao bì nữa là nó 17 cân rồi. Thì mình bỏ ra chắc là khoảng tầm 15 cân, hơn 15 cân các bác nhá. Đấy, mặt sau của em nó này, các bác nhìn thấy cái gấu chưa? Đây là công suất tiêu thụ điện các bác nhá, 100V chứ không phải công suất loa. Em này công suất của nó đâu đó khoảng trên 100W nhá. Hai lỗ thông hơi rất là gấu này các bác nhìn thấy không?
Đấy, đây là có cổng in vào, in vào này, out ra, và có cổng giải mã từ Smart TV thì mình cắm cáp quang xuống đây. Đấy, mình xuất tín hiệu ra bên ngoài như là một chiếc DAC giải mã chuyên nghiệp coi nhá. Em này thì sản xuất tại vào 2012 và có tem kiểm định bên Mỹ các nhá, tem kiểm định Hoa Kỳ. Cấm gọi là sao chép nhái bản quyền gì đấy. Đã có cả cổng hình lên TV này. Cái này thì cũng rất là gấu luôn coi nhá. Nhìn gấu lắm. Đây, còn đây là cái đế chân ma trận này, các bác nhìn thấy không? Rất là lặng, hãng thì làm cái đế chân này rất là gấu luôn coi nhá. Rất là giống loa màng gỗ BMX-B1 này. Đấy. Cái này là đặc nguyên khối coi nhá. Nhìn gấu chưa? Nhìn rất là hầm hố luôn. Nghe hay bài đẹp. Rồi em xin test chất âm cho các bác. Rồi em test chức năng CD trước các bác nhá. Em này thì quay vào buổi sáng nên nó hơi bị tối các bác nhá. Nó bị phản ánh sáng này. Đèn của nó cũng rất là sáng luôn. Em này về thì lâu lâu về một con em. Rất là đẹp. Trên điều khiển thì có cả chỉnh bát chép các bác nhá, âm sắc. Rồi. Chơi được CD, DVD, em này thì tất cả di nguyên bản. Không bao giờ kén đĩa và âm thanh của em này rất là mộc coi nhá. Tiếng thì thôi quên sầu luôn. Bỏ lại. Cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới. Sắp thành thì bỗng ai đổi thay, tình ơi. Lách bài này mặt rất là tốt. Mặt rất là tốt coi nha. Em này thì các bác có thể chơi nhạc vàng, nhạc acoustic đều được nhé, kể cả nhạc họa tấu đều ok coi nhé. Em mới test phần CD ok này, test sang phần AUX. Kết nối tín hiệu bên ngoài vào thì các bác nhấn vào nút like này, các bác giúp em nhé. Nút like này, có analog là bằng bông sen, còn digital là giải mã từ Smart TV xuống coi nhé. Test một đoạn nhạc này. Nếu em là giai nhân, em yêu màu áo trần, thích đời trái hiên ngang. Nếu em là giai nhân, anh đến bước quân hành, nghe tình nhớ vô vàn. Dù cho năm tháng đời một lòng thương nhớ mong, tình này luôn thủy chung. Thương những anh ok coi nha. Em Victor hãy có mức giá là 10 triệu đồng miễn phí ship toàn quốc, hãy khiển zin và tặng một con bét coi nha, về kèm máy luôn. Tiếp tục sau mã số 6. Vâng, mã số 6 là một siêu đài đến từ thương hiệu Sharp coi nha. Em nó có mã là GF909. Em này thì là thuộc dạng size khủng long bạo chúa các bác. Đấy, bầy biện của em này giữa phòng khách hay là phòng trà thì quá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời. Em nó thì sở hữu 4 loa bass và 2 loa chép các bác nhé, 2 loa chép kèn. Và chơi 2 học băng này, FM thì full 108,
có kết nối thiết bị bên ngoài vào các anh nhá. Em này thì đình đám vào những năm 70-80. Đấy, e căng còn rất là đẹp, e căng bằng sắt các anh nhá. Đấy, quay một vòng này. Đấy, các anh nhìn thấy không? Đấy, cái mạ chrome của loa còn sáng choang nhá, tuyến loa còn rất là đẹp. Đấy, không có một vết gọi là cấn cấn gì, à, không ấn cấn ố là không có các anh nhá. Đấy, tất cả zin nguyên bản hết các này. Đấy, đẹp là keng leng keng. Đấy, đây là học loa chép này. Đấy, lỗ thông hơi các anh nhá, và có chỉnh volume súp này. Hai cái loa này, hai loa bass các anh nhá, chỉnh volume hai loa bass. Đấy, hai học băng còn chạy tốt. Đấy, quay này. Đẹp chưa các bác? Và em này thì có một cái điểm là cái phím này thì nó có cũ theo thời gian rồi các anh nhá, nó bị xuống cấp theo thời gian. Thỉnh thoảng thì có vết rôm rôm nhỏ nhỏ thôi, đứng xa khoảng tầm 1 mét là các bác không thấy đâu. Nhưng mà có xa em báo vậy cho các bác dễ mua bán nhá. Đấy, mặt trên thì còn rất là đẹp luôn các bác. Đấy, bảy biện thì quá là hay, quá là đẹp. Quay một vòng này các bác. À, kích thước của em nó là xay ngang là 76 các bác nhá. Xay ngang là 76 và chiều cao là 45. Hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V. Em này thì rất là nặng rồi. Rất là nặng các bác nhá. Đấy, cái tuyến này rất là đẹp này. Mặt sau của em nó thì có cổng in vào, in vào, out ra, out tín hiệu ra ngoài. Đấy, học pin này các bác, sử dụng 10 quả pin đại nhá. Đấy, học pin còn rất là mới, hay có cả cái dây đỏ ở đây này. Điện thì sử dụng input điện đây là điện AC là 100-110V các bác nhá, điện DC là 15V. Đấy, số series của em nó là 061 đây. Sáp 909 này. Full 108 các bác nhá. Điện 100V 28W. Em này là mặc in da ban luôn. Đấy, cái hậu đằng sau rất là đẹp các bác nhá. Em này thì đọc băng led lắm các bác. Cái quả này ngày xưa mà nhà bác Lào có đó rồi, đúng là đại gia luôn các bác nhá. Rồi, em sẽ test băng cassette này các bác. Đầu từ còn rất là mới luôn các bác. Đấy, các quay đầu từ này. Đấy, còn mới keng luôn nhá. Em này thì đọc cassette rất là tốt luôn. Về em đã vệ sinh và thay dây con loa đầy đủ các bác. Đấy, bờ lay này. Thì em nói đây có chỉnh bass chét này. Đấy, ba lăng volume tổng nhá, dò đài. Đấy, có cả đèn chỉnh đèn vu này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Mà bờ lay này. Cassette ok các nhá, test luôn bên này này. Nhạc 1975 các nhá. Mình về thành phố đây rồi. Từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay. Hai cassette ok hết các nhá. Hai tua này. Hai tua tới tua lui ok nhá. Rồi chuyển sang phần FM này.
kia là sẽ tới cái hộ năm tuyết năm chân, nhưng mà nói chung là sau đó cũng nhiều ý kiến khách hàng thôi, nên để cho khách hàng trải nghiệm một ngày là chốt tour ở cái hộ năm chân để cho người ta lắc đi do quá trình lão hóa. Website của Skoda Việt Nam hoặc liên hệ. Nhóm thực phẩm nên ưu tiên và nên tránh để thì cái việc được hai bát rất là nhiều đài coi nhá. Em này thì rất là đáng sưu tầm. Rồi em test phần AUX nhá. Test đoạn AUX coi nhá. Và em này thì có mức giá là 12 triệu coi nhá. Bao ship toàn quốc và tặng cho các bác băng cassette luôn. Các bác yêu từ mã 1 đến mã 6 thì liên hệ qua số điện thoại của em 0976787479 hoặc kết bạn Zalo nhá. Và giờ em test một đoạn nhạc AUX. Tiếng rất là phê. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi là tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói đứa bé nhìn cha đang chờ sắc dưới giao thông hào tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lỡ sóng bồi bạn bè em giờ đây người sương người gió vâng, hẹn các bác ở video sau nhé.